tự nhiên có rất nhiều ác thú. Chúng luôn đọ sức với nhau hệt như các võ sĩ quyền Anh trên võ đài. Có kẻ rất hào hoa và nổi bật. Có kẻ khoác lên mình bộ áo lông rậm rạp và rất cảnh giác. Kẻ khác rất tinh anh nhưng lại rụt rè. Lại có những kẻ chẳng bao giờ dám thử sức mà ta không hiểu nổi tại sao. Một vài trong số đó đã có được tiếng tăm chỉ dựa vào sức mạnh. Có kẻ thắng, có kẻ sẽ thua. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ được gặp những gã khổng lồ lập dị khi chinh chiến, những kẻ bới móc cơ hội, những thợ săn oai nghiêm nhưng trầm lặng, và cả những chiến binh trắng đẹp mắt nhưng dữ dằn. Những mục đích và phương pháp khác nhau của chúng có thể tạo nên một ván cờ với những nước tấn công và phòng thủ vô cùng hấp dẫn. Là loài vật hiếm và đẹp nhất trong họ nhà mèo, báo tuyết rất thận trọng và khó lường đến một mức độ kỳ diệu. Chúng rất giỏi ngụy trang để hòa mình vào nơi chúng đã chọn để sống. Bởi thế, người ta có thể không nhận ra ngay cả khi đang nhìn thẳng vào chúng. Báo tuyết có một chiếc áo khoác lông dày màu xám bạc, điểm những đốm đen và đốm hình hoa hồng, giúp nó hòa nhập vào địa hình tuyết bao phủ ở nơi sinh sống. Thế nhưng năng khiếu ngụy trang của chúng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trước những kẻ đi săn, những người vẫn cứ giết hại chúng để lấy bộ áo màu khói tuyệt hảo với những đốm đen hình hoa hồng mờ ảo dưới lớp lông dày. Có những người sống ở vùng núi cả cuộc đời mà chưa một lần được nhìn thấy những con vật này. Nhiều thế hệ người chăn gia súc đã sống chung với loài dê rừng, và kẻ thù tự nhiên của chúng là báo tuyết. Khi dê rừng bị con người săn bắt, số lượng giảm đi, loài báo tuyết phải tìm thức ăn ở một nơi khác. Ở đây chúng tìm đến những đàn gia súc. Đây là dấu chân của chúng. Báo tuyết thích đi săn vào ban đêm hoặc khi nhập nhoạng tối. Có nhiều nhất 7.000 con báo tuyết còn sống trong tự nhiên. Roger Schachler muốn hiểu thêm về những sinh vật rụt rè ít được nghiên cứu này. Đây là một con báo cái chưa trưởng thành nhưng đã nặng gần 30 kg. Schachler được ví như người hùng trong cuốn sách Công viên kỷ Jura nổi tiếng của tác giả Michel Crichton. Báo tuyết là một trong những sinh vật khổng lồ thú vị bởi chúng có thể sống ở độ cao 6.000 m, nơi không có bóng dáng của thực vật. Chúng sống cả ở đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới. Nhưng cho dù chúng ở đâu, chúng vẫn thoát ẩn thoát hiện. Những gì ta có thể tìm thấy chủ yếu là dấu vết chúng để lại. Loài gấu Andes được tìm thấy ở một vài khu vực ở Bắc và Tây Nam Mỹ. Chúng thường được gọi là gấu bốn mắt, bởi trên ngực chúng có một lớp lông sáng màu trên mặt, cổ và ngực, trông rất giống với cặp kính mắt. Về cơ bản, chúng là động vật ăn cỏ. Thức ăn chủ yếu là hoa quả và chồi non, một điều rất đáng ngạc nhiên đối với loài vật to lớn nhường ấy.
dưới 50% khẩu phần ăn của chúng là loài gặm nhấm, xác chết và côn trùng. Điều đó có nghĩa là chúng sống gắn với cây cối. Thông thường, gấu sẽ đẻ sinh đôi, chỉ thỉnh thoảng mới sinh một hoặc ba con một lứa. Gấu bốn mắt được coi là loài ăn cỏ bởi chúng ăn chủ yếu là hoa, quả và chồi non. Nói về kích cỡ, rõ ràng là chúng rất to lớn. Con đực nặng từ 130 đến 200 kg, con cái cũng nặng từ 35 đến 82 kg. Săn gấu là bất hợp pháp, nhưng việc săn trộm vẫn xảy ra. Giờ đây ước tính chỉ còn khoảng chưa đầy 3.000 con gấu trong tự nhiên, một điều rất đáng lo ngại. Túi mật của gấu bốn mắt rất có giá trị theo y học cổ truyền của Trung Quốc và có thể bán được với giá rất cao. Hiện tượng chặt cây phá rừng tràn lan làm cho môi trường sống của gấu bị hủy hoại. Mặc dù gấu có xu hướng sống riêng lẻ để tránh cạnh tranh, nhưng chúng không phân chia lãnh thổ rạch ròi. Để bảo vệ loài động vật tuyệt vời này cần rất nhiều nỗ lực. Nhân giống trong lồng nuôi là một trong những biện pháp có thể áp dụng. Đó là phương án đang được áp dụng tại vườn thú Jersey ở quần đảo Channel, nước Anh. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với tất cả số gấu trong tự nhiên, chí ít vẫn còn một vài con sống ở đây. Nhưng mục đích của Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã còn lớn hơn thế. Cách tốt nhất để bảo tồn một loài động thực vật là gìn giữ môi trường sống tự nhiên của nó. Như vậy nghĩa là cần có các biện pháp tuyên truyền giáo dục và cả quy định pháp luật tại các quốc gia có loài gấu này sinh sống. Với tất cả những gì đang thực sự diễn ra, trái đất là một nơi đầy rẫy nguy hiểm đối với loài gấu Andes. Báo đốm là loài lớn nhất trong họ nhà mèo ở Nam Mỹ. Những gã khổng lồ tuyệt vời này đã lang thang từ cực Nam tới cực Bắc của lục địa Nam Mỹ, qua cả biên giới Mỹ-Mexico. Ngày nay, đa số báo đốm Nam Mỹ chỉ còn được tìm thấy ở những vùng xa xôi thuộc Nam và Trung Mỹ, chủ yếu là lưu vực sông Amazon. Những con thú xinh đẹp và mạnh mẽ này rất nổi bật trong nền văn hóa của người Mỹ bản địa thời cổ đại. Hầu hết báo đốm có màu nâu hoặc cam với những đốm đen nổi bật, được gọi là nơ hoa hồng bởi hình dạng của chúng. Một vài con báo đốm có màu lông rất tối khiến ta có cảm giác như chúng là báo thường, mặc dù những đốm của chúng có thể quan sát thấy ở cự ly gần hơn. Trong một số phong tục, chúa báo đốm bóng đêm là một vị chúa đáng gờm của thế giới ngầm. Tên gọi báo đốm có nguồn gốc từ tiếng Mỹ địa phương, có nghĩa là sát thủ trong nháy mắt. Bây giờ chúng ta hãy đến với cực Nam của Florida. Ở đây có nhiều đầm lầy, một thánh địa cận nhiệt đới với vô vàn điều kỳ diệu của tự nhiên, không giống với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đó là một dạng các đầm đước và đầm bách, điểm thêm những hòn đảo gỗ cứng. Nơi đây rất nhiều chim chóc và các loài bò sát nguy hiểm. Trên cây có rất nhiều tổ diệc. Ở dưới, cá sấu rình rập những tổ diệc này rất sát sao. Và nếu những con diệc rơi xuống, với hàm răng như lưỡi cưa, những con quái vật dài 3 mét này nhanh chóng làm thịt những con mồi nhỏ bé hơn. Và nếu như vậy chưa đủ làm bạn ấn tượng, hãy chờ xem. Bạn có thể học được từ chúng một vài mẹo để thu hút bạn khác giới. Tán tỉnh theo cách cổ điển, tiếng gọi tình yêu vang dội của con đực cuốn hút con cái. Những âm thanh ấy mời gọi con cái đến gần. Màn dạo đầu chính là tín hiệu đèn xanh. Cách tán tỉnh của cá sấu rất nhẹ nhàng, chủ yếu là cọ mũi và xoa lưng. Chỉ cần thêm một chút thống trị từ phía con đực là có thể đảm bảo thành công.
một vài con cá sấu đang tán tỉnh còn tinh nghịch thử sức bạn tình bằng cách ấn đối phương xuống nước, một hành động khá giống với lúc giao phối. Con vật này có thể dài hơn 3 mét. Loài rồng Komodo hùng mạnh và đáng sợ. Trong những năm đầu, loài rồng nhỏ sống chủ yếu trên cây để tránh bị những kẻ to lớn hơn đang rình rập ở phía dưới ăn thịt. Những con non cũng biết sức mạnh của chúng. Có một câu chuyện nổi tiếng do bảo vệ của công viên kể lại, nói về một du khách người Đức đi tắm nắng một mình trên bãi biển. Sau đó, tất cả những gì người ta tìm thấy là kính và máy ảnh của vị du khách này. Thật đáng ngạc nhiên khi chúng bớt lại hai thứ đó. Bình thường nếu tấn công một con dê, chúng sẽ nuốt cả sừng, móng guốc, không để lại thứ gì. Người ta cũng trông thấy chúng đào nghĩa trang Komodo để ăn các thi thể chôn ở đó. Cuộc sống tình cảm cho thấy một mặt khác trong tính cách của chúng. Khi một đôi rồng gặp nhau, mùi hương từ lưỡi còn được tỏa ra khắp không khí. Như vậy, chúng luôn đảm bảo gặp được đúng bạn đời của mình. Chúng là một loài rất trung thủy. Với chúng, giao phối là một chuyện khá nhẹ nhàng. Móng vuốt chết người của con đực vốn dùng để xé xác những lợn, những dê và nai thành từng mảnh. Giờ đây nhẹ nhàng xoa lên lưng con cái. Chúng kết đôi với nhau cả đời. Con cái chỉ giao phối với con đực nếu con đực hoàn toàn chế ngự được nó. Khi nhiệt độ tăng lên như ở vùng thảo nguyên châu Phi này, chúng phải thích nghi với cái nóng thiêu đốt. Là loài sống chủ yếu dưới nước, vào mùa khô, hà mã gặp phải một vấn đề hết sức nan giải. Da của chúng có một lớp mỏng bên ngoài rồi đến biểu bì, và chúng cũng bị cháy nắng. Để ngăn chặn điều này và để kiểm soát thân nhiệt, chúng phải có một số mánh lới. Hà mã tiết ra một chất lỏng nhớt màu hồng để ngăn ngừa cháy nắng và giữ cho thân nhiệt được ổn định hơn. Nó tiết ra một chất lỏng nhớt màu hồng. Chất này sẽ khô đi khi gặp không khí và bảo vệ nó khỏi tia cực tím như một loại kem chống nắng tự nhiên. Trong những cái đầm ưa thích của hà mã, bùn cũng đóng vai trò bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời. Bùn cũng giúp giảm số lượng ký sinh trùng trên da, mặc dù cũng có nhiều cách chống ký sinh trùng khác. Hà mã ngâm mình trong bùn gần như cả ngày. Chúng đặc biệt thích nghi với cách sống đó. Mắt, mũi và tai hà mã đều nằm trên đỉnh đầu. Nhờ có lớp kem chống nắng tự chế, hà mã có thể nằm phơi mình cả ngày dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng. Nhắc đến sự bảo vệ, da chính là một lớp áo giáp đơn giản nhưng hữu hiệu. Tuy vậy, đôi khi lớp da cũng rất phức tạp. Một số loài vật gắn liền với những câu chuyện thần thoại, tôn nghiêm và được trang trí lộng lẫy. Những sinh vật trông như thần thánh này cũng chính là một phần của lực lượng lao động ở Sri Lanka. Chúng đang tận hưởng làn nước mát buổi chiều cùng với người quản tượng dưới dòng sông. Cũng có nhiều câu chuyện hài hước liên quan đến voi và địa vị của con người. Một trong số đó là câu chuyện của vua Siam và người quản gia sức láo của ông. Vua luôn muốn tìm cách làm cho tên quản gia phải biết điều hơn. Cuối cùng, vua nghĩ ra cách ban tặng cho anh ta một chú voi. Tất nhiên, chú voi này ăn nhiều đến mức chẳng bao lâu sau, tên cận thần độc đoán sớm cầu xin vua rủ lòng thương. Đôi khi ta chỉ cần một ý tưởng thông minh, những việc còn lại tự nhiên sẽ được giải quyết. Trên trái đất có duy nhất một loài vật không thể nhảy lên được, đó chính là voi. Khi xã hội loài người mở rộng nhanh chóng, môi trường sống tự nhiên thường bị phá hoại.
nhưng sự có mặt của một số nhà sinh vật học đã tạo nên những khác biệt lớn lao. Một trong số họ là tiến sĩ Ali Semangugu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện về phép thần tiên mà anh mang lại cho những con hải sư ở bờ biển phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đi vào hang của hải sư, ông đã khám phá được sở thích lớn nhất của chúng. Tiến sĩ Ali Semangugu đang ở bờ biển phía nam Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm tra loài hải cẩu quý hiếm nhất thế giới. Ông không chỉ là một nhà sinh học biển mà còn là một chuyên gia lặn với một ống thở. Đó là một điều bắt buộc khi ông nghiên cứu hải sư. Nhưng trước hết, ông cần phải tìm ra những cái hang ở bờ biển nơi chúng sinh sống. Hang hải sư thường có lối vào rất dài và ngập nước, dẫn vào một không gian rộng lớn hơn bên trong. Đây là nơi hải sư nghỉ ngơi, và quan trọng hơn, đây cũng là nơi chúng sinh nở. Tiến sĩ Gugu và nhóm của anh đã khám phá được 42 hang hải sư. Số hang này có thể phân thành 3 loại: một để sinh nở, một để sử dụng thường xuyên và một chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến. Loài hải sư này lúc mới sinh chỉ dài khoảng 80cm. Khi trưởng thành, thân mình chúng dài 2,4m. Cân nặng của chúng cũng không phải là một con số khiêm tốn. Một con hải sư trưởng thành nặng khoảng 320kg. Con cái nhỏ hơn con đực một chút. Con non có bộ lông màu đen bẩm sinh, nhưng thường có vệt trắng với hình dạng rất đặc trưng, có thể dùng để phân biệt chúng với nhau. Hai con hải sư non này là anh em. Trông chúng có vẻ rất sốt sắng và tò mò về những gì đang diễn ra. Hải sư thường sinh một con mỗi năm. Con non bắt đầu học bơi khi được 1 tuần tuổi. Sau 4 tháng, chúng đã có thể tự bắt cá. Các nhà sinh vật học ghi lại hoạt động của chúng bằng máy quay hồng ngoại. Nhờ vậy, chúng ta đã khám phá ra một bí mật rất lớn. Mẻ lưới lấp lánh ánh bạc rất hấp dẫn này cũng là nguồn sống của hải sư. Càng có nhiều tàu cá, những mẻ lưới càng đầy ắp thì hải sư càng có ít thức ăn. Vì vậy các nhà khoa học đã làm ra cái lưới thép gai này để làm hỏng các vật dụng đánh bắt cọ vào. Những cái lưới này ngẫu nhiên tạo nên một khu bảo tồn cho hải sư khi số lượng hải sư còn lại trên thế giới ước tính chỉ khoảng 300 con. Tuyên truyền giáo dục cũng là một phần của dự án, hướng đến việc khơi dậy niềm tự hào của người dân về loài vật đang bị đe dọa này. Vì tiến sĩ Gugu tin rằng nếu thiếu đi hải sư thì biển địa Trung Hải sẽ giống như một cái bánh không đường, một bông hoa không mùi hương. Đây là những con cá voi lưng gù. Chúng đã rời Nam Cực khi băng trôi bắt đầu hình thành và đi một quãng đường dài 5.000 km đến đây. Mỗi tháng có thể bơi 1.500 km. Cá voi di cư về phía đông bắc tới biển Coral, nơi sinh nở của chúng. Đây là nơi chúng giao phối và sinh con. Chúng không chỉ là những tay bơi lội đường dài vĩ đại mà còn có thể sinh ra những đứa con rất nặng. Cá voi mới sinh đã nặng hơn 2 tấn. Chúng sống nhờ sữa mẹ giàu dinh dưỡng và lớn nhanh như thổi. Vì vậy cá mẹ phải ăn thường xuyên mới có đủ sức để nuôi con. Nhưng khi biết khẩu phần ăn của cá voi mẹ, bạn sẽ thấy khó tin. Cá voi mẹ không hề ăn mà chỉ sống nhờ lượng mỡ dự trữ.
trong hành trình quay về Nam Cực. Đàn cá voi thường dừng lại ở đảo Fraser, đảo cát dài nhất thế giới ở không xa bờ biển Brisbane. Chúng cũng là những nghệ sĩ tuyệt vời. Ở ngoài khơi đảo Fraser, chúng bắt đầu biểu diễn nhào lộn trên không. Tiếng đập nước to và đanh như tiếng pháo. Nhưng có một điều về cách chúng cuốn hút bạn tình mà không ai biết. Cá voi lưng gù cũng biết hát. Khi tranh giành bạn tình, con đực trưởng thành hát bài hát dài nhất với những âm điệu phức tạp nhất trong giới động vật. Bài hát ấy có thể kéo dài tới 20 phút. Sau đó cả bầy cá voi lại quay về hướng Tây Nam để đón mùa đông Nam Cực. Cá voi mẹ đã bắt đầu thấy đói. Băng trôi cũng bắt đầu tan. Hàng đàn chim bị cuốn hút tới đây bởi những đàn nhuyễn thể và cá nhỏ đang sinh sôi. Đã đến lúc cá voi kiếm ăn và chuẩn bị cho lần di cư tới. Bữa ăn của cá voi là thực đơn vĩ đại nhất trong lịch sử. Mỗi con cá voi ăn khoảng 1.300 kg thức ăn mỗi ngày. Chúng kiếm ăn theo đàn. Mỗi đàn có khoảng 22 con đực. Chúng có kỹ thuật săn bắt rất tài tình. Chúng chỉ cần há miệng, mở rộng cổ họng và bơi thật nhanh qua những đàn cá con dày đặc. Nhưng làm sao chúng tìm được bầy cá đông đúc như thế? Sau khi xác định được vị trí của đàn nhuyễn thể, cá voi bơi thành vòng tròn bên dưới đàn cá và không ngừng nhả ra bọt khí, rồi từ từ bơi lên cao. Bức tường bong bóng hình trụ đóng vai trò như một cái lưới, quây đàn cá lại và dồn chúng lên gần mặt nước. Không chỉ có thể bơi đường dài, chúng còn là những thợ săn diệu nghệ với kỹ thuật thuần thục. Mặc dù con mồi của chúng rất nhỏ bé, chúng lại rất to lớn. Khó mà tưởng tượng nổi chúng lại có thể to lớn đến như vậy. Một con cá voi lưng gù nặng tương đương 11 con voi hay 600 người. Thật đáng kinh ngạc. Ở đâu đó đang tung tăng giữa những vùng biển băng giá này là cá voi ngựa hay còn gọi là hải mã. Hải mã là loài thú có chân chèo cỡ lớn. Có thể nhận ra chúng rất dễ dàng với đôi ngà ấn tượng, bộ râu cá tính và thân mình nặng nề. Chúng to đến nỗi phải dùng ngà cắn vào băng để nâng cơ thể khỏi mặt nước. Khối lượng của chúng cũng không hề khiêm tốn. Những con hải mã được trưởng thành ở Thái Bình Dương có thể nặng tới 2.000 kg với chế độ ăn đặc trưng của động vật thân mềm. Mình hải mã có lông thưa thớt, đầu không có lông. Nó được bảo vệ bởi một lớp da dày. Da của con đực trưởng thành có nhiều nếp nhăn quanh cổ và vai dày tới 10 cm. Lớp mỡ dưới da dày khoảng 15 cm. Hải mã con có màu nâu sậm, càng lớn màu da sẽ càng nhạt đi. Hãy xem sự biến chuyển kỳ diệu này. Hoạt động của con người đã tàn phá cảnh quan thiên nhiên, hủy hoại vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta không có quyền làm gián đoạn chuỗi thức ăn và vòng đời tự nhiên của bất cứ sinh vật nào trong vũ trụ. Chưa ai giải thích được nguồn gốc vũ trụ của chúng ta với vô vàn những bí ẩn phong phú khác. Nhưng hãy cứ thưởng thức sự kỳ diệu của thiên nhiên một cách giản dị nhất.